Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Thạnh cũng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân. Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn 199 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều được kiểm tra, rà soát chặt chẽ ngay từ cơ sở và đảm bảo tốt chất lượng. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính Thành ủy, biểu dương ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự của các thanh niên cũng như gia đình thanh niên, mong muốn khi nhập ngũ, các thanh niên sẽ không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.